Hello anh em, tôi là Vinh. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ nghề của hãng Inco Mini dành cho những anh em nào mà chúng ta sử dụng gia đình hoặc anh đi công trình. Nguyên cái bộ đồ nghề như thế này gồm có 8 món mà giá của nó chỉ có 470.000 thôi. Đây là một bộ đồ nghề mà mình nghĩ nó rất là nhỏ gọn, dễ thương và anh em có thể mang đi rất là dễ dàng. Và chúng ta cùng nhau xem cái bộ đồ nghề này như thế nào nha. Đây. Thì anh em thấy đầu tiên nó đựng trong một cái túi như thế này, giống như cái tập táp vậy đó. Nếu mà nhìn vô đây chắc mấy anh trộm nó tưởng đâu là mình đang mang iPad à, nhưng mà mở ra mới hết hồn, té ngửa luôn. Đây, ở trong đây toàn là đồ nghề không. Ở trong này nó có một cây thước kéo nè. Cái thước kéo này là cái thước kéo như thế nào thì mình sẽ cho anh em xem luôn à. Thước kéo này là cái thước kéo tự động nha. Anh em kéo tới đâu nó sẽ đứng tới đó. Em muốn đóng là em bóp lại thôi. Đó à. Đó, không cần làm gì hết, tự nó sẽ dừng lại. Đó, auto stop. Đây là cây vít BH2. BH này là VBAC. Này là BH1. Đây tôi vít BH1 vít cộng. Một cây vít SL đầu trừ 5.0. Gọi gì nữa. Tính cái này là chúng ta bỏ vô trong cái hộp này rất là vừa vặn nha anh em. Một cây kìm mỏ nhọn. À, một kìm mỏ nhọn. Cái này, cái bộ này nó thiết kế cho mấy ông thợ điện nè. Một cái kìm mỏ nhọn. Đây, kìm mỏ nhọn này thì mình sẽ test khả năng cắt cho anh em xem. Đây, dây điện. Ok. Dây 250, dây cho mấy ông điện lạnh nha. Đó, mấy ông điện lạnh này ông làm dây điện máy lạnh nhà mình mà ông để lại nè. Đó. Tiếp theo là gì nữa? Tiếp theo đó là một cái dao rọc giấy. Dao rọc giấy. À, chất lượng nha anh em. Đó, dùng lưỡi phổ thông, anh em có thể thay lưỡi khác anh em xài. Rồi, 5 món này ha. Ở bên đây thì nó sẽ có một cây kìm. Cái kìm này là cây kìm điện 8 inch đó, 8 inch 7 inch gì ta. Nói chung là cái size nó là size phổ thông á. Đây, kìm điện đó. Cái kìm điện này anh em dùng cũng để cắt kẹp đó. Cắt kẹp ống, kẹp đập bằng, kẹp như thế này. Hoặc là kẹp ống tròn, hoặc là chúng ta cắt như thế này à, đó. Ok, nó không có chức năng nhổ đinh nha. Đó, cái kìm này không có chức năng nhổ đinh. Rồi, chúng ta sẽ có thêm một cái mỏ lết nhỏ ở đây. Đây là một cái mỏ lết nhỏ. Và một cây vít thử điện. Anh em thấy vít thử điện này nhìn hầm hố à. Đây là trong bóng đèn ở chỗ này thì toàn bộ khu này là nó cách điện hết, nên là khi chúng ta xài là chúng ta yên tâm, không có sợ bị điện giật. Đó, cái này vặn ra vặn vô được nữa nè. Rồi, xong. Thì đó, nguyên một bộ như thế này mà chỉ có 470.000 thôi thì anh em tính nó bao nhiêu món. À, nó sẽ bao gồm 8 món mà 490 không ta. Tính luôn cái hộp này 470 mà mình tính luôn cái túi này là mình cho là 9 món đi. 47 chia cho 9 thì khoảng nhiêu? 5 lần 9 45. 50 mấy ngàn thôi anh em. Nó chỉ có khoảng 50 mấy ngàn một món thôi. À, nó không có mắc từng cái chi tiết trong cái bộ này, bù qua sức lại. 470.000 đựng trong một cái túi như thế này thì mình thấy quá đẹp. À, chất lượng cũng tốt. Và anh em sử dụng gia đình thì mình nghĩ hoàn toàn ok, hoặc là chúng ta có thể xách đi công trình. Không sợ mất, sợ mất, sợ chơm, tại vì hàng này không phải là hàng cao cấp. Nên là mất cũng không có tiếc lắm. Còn anh em mua cái hàng cao cấp thì một cây kìm thôi đã 1 triệu mấy rồi thì nó mất thì anh em hơi tiếc. Thì cái phân khúc này là dành cho anh em sử dụng ít, hoặc là chúng ta không có điều kiện đầu tư nhiều thì chúng ta mua cái phân khúc này ha. Inco. Ok. Nếu anh em muốn mua sản phẩm này thì hãy vô website của mình storelamat.vn. Mã là HKTH10808. Hoặc là anh em đến trực tiếp cửa hàng, địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, Hồ Chí Minh. Số điện thoại và thời gian làm việc anh em hãy share ở trên này ha. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình và chia sẻ video này. Follow trên Facebook để nhận được những thông tin mới nhất. Đó là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em ngay và luôn ở đây sẽ